Hiện mình đang có ở trên tay nó chiếc iPhone 13 các bạn nhé, 13 cũ. Nếu các bạn nào đang cần tìm 13 cũ ấy, thì các bạn hỏi con mình. Chiếc iPhone 13 này thì rất là rẻ thôi, hiện tại mình bán với mức giá chỉ hơn 12 triệu thôi. Chỉ hơn 12 triệu một chiếc iPhone 13 cũ các bạn nhá. Các bạn bảo nó 128 GB ấy, zin hết, tất cả đều zin, màn hình zin này, vỏ zin này, main zin này, pin cũng zin luôn. Pin zin thì nó chỉ tầm khoảng 8 9 lít thôi các bạn nhé. Đó. Các bạn nào cần mua chiếc máy này thì comment số tại và dưới video, hoặc các bạn có thể qua trực tiếp với mình 170 lấy tranh nha.